nhãn vỡ đặc biệt. Sáng chủ nhật, chị hai lập tờ lịch nói như gheo. Một tuần nữa là đến năm học mới rồi. Tôi cũng thấy háo hức. Một tuần nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại các bạn. Mấy tháng hè ở nhà, tôi nhớ những người bạn thân thương quá đi thôi. Từ tuần trước, ba mẹ đã đưa chị em tôi đi mua sách vở. Tôi mở một quyển sách Mùi Xây Mới Thơm Dịu khiến tôi thêm náo nức mong đến ngày tự trừa. Chị hai rủ tôi cùng bọc sách vở ngắm những quyển vở, mặc áo mới, dán những nhãn xinh, dán chiếc nhãn xinh như một đám mây nhỏ. Tôi thích quá liền nói: năm nay chị để em tự viết nhãn mới nhé. Chị hai cười đồng ý ngay. Tôi hơi run khi cầm bút nhưng rồi tên lớp, tên trường, tên lớp, tên môn học cùng theo tay thôi mềm mại hiện lên. Chị hai nhìn chiếc nhãn vỡ mỉm cười: em viết đẹp hơn chị rồi. Biết chị trêu như rồi vẫn thấy vui. Lần đầu tôi viết nhãn vỡ kia mà. Đã được đến lớp ngay hôm nay nhỉ? Tôi sẽ khoe với các bạn chiếc nhãn mới đặc biệt này. Nhãn vỡ từ tay tôi viết.